Ngay sau quyết định mở lệnh thực hiện các thủ tục hành chính công liên quan đến đất đai tại Vân Đồn đầu tháng 1 năm 2019 mới đây, thị trường bất động sản Vân Đồn lại thu hút sự quan tâm rất lớn từ các nhà đầu tư. Trước khi sốt đất, mặt bằng chung giá nhà đất tại trung tâm thị trấn Cái Rồng dao động khoảng 10 đến 15 triệu đồng trên mét vuông. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, giá đất đã bị đẩy lên gấp 2 đến 3 lần. Lý giải về điều này, các chuyên gia cho rằng Vân Đồn được quy hoạch trở thành một trong những động lực phát triển kinh tế ở phía Bắc, nơi này sẽ trở thành đô thị sầm uất gồm rất nhiều tiện ích, dịch vụ du lịch tầm cỡ như casino, resort 5 sao, logistics, công nghệ cao, tài chính, phim trường. Nhiều chuyên gia trong ngành còn dự báo, với sự quan tâm lớn như vậy, nhiều khả năng thị trường nhà đất Vân Đồn sẽ bùng nổ vào quý 2 năm 2019.